không biết là năm sau được ăn cưới không, nhưng mà phong bì mất là chuyện bình thường. Vâng, lại có game thủ Saka, vâng, vô địch châu Phi. Anh vào chọn màu 3. Vâng, xem chim sẻ. Và anh bị kích ngay. Trận thi đấu tiên đã được bắt đầu. Màn hình máy trực tiếp thao tác tay của Dino. Màu 3. Chim sẻ vẫn màu quen thuộc. Vâng, màu 1. Nói chung là anh màu gì cũng thế thôi. Rừng đầu. Chiếc S đẹp sẽ phải đóng đằng sau cánh rừng. Ít nhất là như vậy. Đây là bãi quả đầu tiên. 627. 6 cây. Mắc binh chưa? Chúng ta hãy cùng xem. Vâng, như vậy là 7 cây. Bầy hươu ngay đằng sau bãi quả đầu. Dino cho một dân đi dò rất sớm. Có lẽ đây là một phong cách mới. Thường thì nông dân đầu tiên được ép tất vào bãi quả để tránh tình trạng chậm dân. Nhưng với AC, đây là một nông dân di chuyển rất nhanh. Làm mọi thứ thì đều phụ thuộc vào tốc độ di chuyển. Vì vậy mà có lẽ chậm dân là điều không đáng là bao nhiêu. Vâng, đúng là không đáng kể. 1 phút 40 giây anh đã có thể xin được con nông dân thứ 8. Thêm một cánh rừng già. Vâng, như vậy S sẽ đóng cạnh với con vực rồi. Mép con vực. Vàng không có ý nghĩa nhiều với AC trong những trận thi đấu như thế này. Trừ khi giải quyết nhau để 4. Vâng, quả phụ. Ít nhất 5 cây. Vâng, dường như chỉ là một quả phụ 5. 12 cây quả. Đây là bầy hươu. Dino có lùa về không? Hơi khó một chút. Không phải là khó thì bỏ. Dễ làm, khó vẫn làm. Không bỏ được. Bầy hươu dường như chỉ có 4 con. Việc lùa về sẽ dễ hơn dành cho Dino. Thao tác rất nhanh của Dino. AC vẫn được coi là sở trường của anh. Trong ngày hôm qua thì Tuti sau rất nhiều những ngày tháng 44 thì anh dường như đã bỏ quên thể loại solo rồi. Anh không có một tí cửa trước Dinosaur trong thể loại cung ra xem. Trong ngày hôm nay thì những thử thách sẽ lớn hơn dành cho Dino. Một game thủ trẻ mang tên Dev và một game thủ siêu trẻ mang tên Chim. Dino đang định ép đời với 4 hiệu và 12 cây quả chăng? Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có phải là như vậy. Nếu đúng là như vậy thì có lẽ một bài 25 dần. Vâng, những thao tác cắm cờ cho nông dân hay là cho SH thì vẫn còn rất nhanh. Và mang đậm thương hiệu của Dino. S đầu được thiết kế ngay sát với chiếc BG đầu tiên. Cắm cờ cho một nông dân, vừa là để tìm thêm những đồ ăn mới cho lực khỏe hơn, vừa là để dò địa thế nhà và chỗ đóng nhà BA. Đây là một thế bài không dễ đóng A. Dường như sẽ có thêm một chiếc BS ở cánh rừng già để đóng A. Vâng, một chiếc BS ở gần với cánh rừng già và đóng A ở khu vực đó chăng? Cánh rừng già là cánh rừng mà chặn đường nhà Dino ra giữa bản đồ. Vì vậy việc đóng A sẽ là khó hơn. Trong đánh cung R thì thường là sẽ đóng nhà BA, làm sao để bảo vệ được cả hai bên cánh. Đây là chiếc BG thứ hai của Dino. Vẫn tiếp tục cắm cờ cho dân đi dò. Dân thứ hai. Rất nhiều rừng. Thôi, có lẽ là một tên mà sẽ đóng nhà BA ở gần một cái rừng già thôi, trên một con dốc. Bên cánh phải cánh trái sẽ bò bế. Chưa thấy thêm đồ ăn gì. S2. Vâng, anh giấu toàn bộ những chiếc BS ở phía dưới. Và có lẽ chỉ đến chiếc BS thứ 3 thì anh mới đóng cạnh cánh rừng già. Có một bầy hươu ở phía xa rừng Dino vẫn sẽ ăn. Vâng, đây là S2 của Dino. Cắt dân già đi ăn một bầy hươu ở phía rất xa. Như vậy bài 2 hươu và 2 quả. S3 sẽ thiết kế ở khu vực cánh rừng già để gần với nhà BA, đúng như sách giáo khoa dạy đánh AOE. Vâng, kích đời ở 8 phút 34 với 27 dân. Nhưng vậy Dino trận này đánh phải chăng là quá tay dân? Hay đây là mục đích của anh? Vâng, 27 hưu 4 trong một trận thi đấu AC. Hơi đen. Điểm số Dino đang cao hơn. Vâng, đây là màn hình trực tiếp của Dinosaur. Những thời điểm như thế này chúng ta vẫn còn được xem hình ảnh của anh bình thường. Chim sẻ là bài 26 và dường như sẽ không cộng. Dường như chim sẻ trên một dân. Vâng, chim sẻ là 27 trừ 1 dân.
Vâng, trực tiếp màn hình của Dinosaur. Chúng ta sẽ trở lại với màn hình máy của Dinosaur nhiều hơn. Khi mà thời điểm quan trọng đã gần tới, BA đóng trên con dốc. Cắt dần rồi. Sẽ là ba nông dân xây. Vâng, ba nông dân xây nhà BA và không chỉ là hai, tất cả chỉ là hai. Có cộng dân không? Có lẽ là không. Nhưng vẫn thấy nhà chính chạy. Kích đời. 11:08 với 28 dân AC. Dinosaur sẽ đánh 5A trận này. Gỗ vẫn đang là khá tươi. Như vậy là không có một chiếc BS ở cánh rừng già. Anh đã bò kín, gần kín được khu vực từ phía góc 9 giờ xuống. Vậy nông dân ở đây sẽ làm gì? Đóng thêm một chiếc S chay chăng? Hay ăn hoang thêm bầy hiêu? Có lẽ là bài ăn hoang thêm một bầy hiêu của Dinosaur. Tiết kiệm lượng gỗ. Vẫn vẽ ruộng như bình thường. Mới chỉ có 2S và là tương đối đẹp. Nhà BA được đặt đạo 5 để sóc táp. Chim sẻ là bài 27-1. Không biết lên đời xong có cộng thêm dân không. Còn Dinosaur là 28. Vâng, 27-1. Đã được 3 nhà BA rồi. Một bầy hiêu rất to, 7 con. Ăn hoa như thế này thì lực của Dinosaur ở thời điểm ban đầu sẽ là tương đối khỏe. Anh sẽ vừa sóc đều 5 BA, vừa sóc dân trong nhà chính. Và sau đó sẽ tiếp tục vẽ ruộng để có thể tạo ra được một bài mà anh có 12 cái ruộng để sóc 5 nhà BA cộng với một nhà dân. Chúng các bạn là một nông dân trong nhà chính. Đã nâng cấp bánh xe 5 nhà BA và đang xin dần. Chim sẻ là bài 28-1. Còn Dinosaur là 27-1 là 28 dần thẳng. Không chết dần nào. Sẽ dùng dần của chim sẻ gặp hai sư tử. Và cũng biết đâu đấy là một bài câu vò chết dần. Vâng, sắp lấy vợ. Và sau này khi lấy vợ xong thì nick của anh sẽ là đã lấy vợ. Cái chu kỳ đó thì đã được em bé làm cách đây khá lâu rồi. Vâng, anh đã vẽ được tổng cộng là 8 ruộng, đủ kiện sóc 4 à. Thiếu 2 ruộng nữa. Vâng, thiếu 2 ruộng để có thể sóc được 5A. 8 ruộng là 4A rồi. Vẫn đang ăn hoang hiêu, vì vậy mà đảm bảo cho việc sóc đều 5A. Vâng, bò bế. Đẩy tôn đầu đi và mục tiêu là góc 3 giờ. Tôn thứ 2. Vâng, vẫn thiếu một con. Vừa rồi là tôn thiếu gỗ. Đây rồi, chim sẻ đang ăn hoang. Một bãi quả khá dốc rách nhưng cũng chỉ có một con nông dân. Ba cung đò tách ra về phía nhà A. Chim sẻ chưa ra quân. Một bài khá nghiệt ngã chim sẻ đây. Thường là lưới ánh. Vâng, không phải. Cung đò đi nhầm hướng. Bình thường thì chim sẻ đánh cái bài 26 chay. Không bao giờ có chuyện cộng dần. Đánh theo kiểu sâu luyến. Sâu luyến cũng là 25 chay. Vẫn 5A. Cung đò siêu sớm. Vâng, đây so với chết một cung đò. Bây giờ tụ hai tôn cung vào và đứng bắn e cạnh dưới nhà chợ của chim sẻ. Nâng cấp chặt của hai rất sớm. Tham lại là 42-48. Vâng, đấu quân. Chim sẻ có một pha định dàn quân. Dinosaur có một tôn quân mới sinh ra. Chim sẻ vẫn đi. Có vẻ như chim sẻ không để ý tôn vừa rồi. Nhưng rất may là một tôn đi. Vì vậy mà cung GAC của Dinosaur không bắn trúng. Nếu như bắn trúng thì sẽ thiệt hại rất nhiều chim sẻ trong trận đấu vừa rồi. Anh bắn thẳng vào nhà chợ của đối phương. Hãy đề phòng tôn cung lao vào nhà của mình. Kéo quân về. Đâm đầu vào con rừng to. Không biết chim sẻ đi vòng hay anh sẽ quyết định có một tên là đâm thẳng vào khu vực làm ăn. Vâng, quay lại nhà VA rồi. Một tên hợp quân của chim sẻ và Dinosaur cũng sẽ vậy. Tiếp tục là những tên sóc táp cung G. Bây giờ thì là những tên quân đấu với nhau. Không còn sự khác biệt tới từ cả hai game thủ nữa. Trình điều sẽ thể hiện nhiều hơn trong tên đấu quân này. Dinosaur vẫn đảm bảo cho mình việc sóc đều 5 BA và anh đang bắn vào nhà chợ của đối phương. Trận cung 2 được nâng cấp từ khá sớm với bài vừa ăn hoang vừa đóng ruộng. Vì vậy mà Dinosaur dường như có lợi thế hơn trong chim sẻ về chặt gỗ. Nâng cấp trận cung 2 siêu sớm từ sau hai tên cung. Tách một tên và móc máy. Và một tên thì đang đứng thủ nhà. Không biết chim sẻ trận cung 2 chưa. Chim sẻ cũng đang tách cung G vào trong ruộng của Dinosaur rồi. Trong khi Dinosaur đang bắn bãi gỗ. Vâng, thiệt hại 2 dân. Những chim sẻ có lẽ sẽ rối loạn nhiều hơn so với Dinosaur ở trong trận đấu quân này. Cần phải để ý rất nhiều đơn vị quân ở những chiến trường khác nhau. Một tên quân to của Dinosaur đang đi lòng vòng. Nhưng chim sẻ có một tên đi rất ảo. Vâng, lao thẳng vào nhà chính của Dinosaur.
bị bắt quân rồi chim ơi. Một pha vẩy e. Và chim sẻ quyết định quay lại. Nhưng quay lại liệu có phải là bờ? Đài sò đang dùng rất nhiều gạo trong cuộc thủ nhà này. Việc chim sẻ tách R khiến đài sò cũng phải tách quân. Tham gia của đài sò đang là 61/80. Không biết đạo giờ là ăn hiêu đã tập trung ra để có thể làm được gỗ hay chưa. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Chim sẻ vẫn đang móc máy rất nhiều quân trong phía nhà của đài sò. Chúng tôi móc máy khiến đài sò mất rất nhiều tay và phải cơ cấu lại đào ruộng. Vẩy e. Có những pha vẩy e tư tốn. Không biết trong những trận đấu như thế này thì ai sẽ là người thiệt hơn. Chim sẻ thì thiệt quân, nhưng khi đài sò thì thiệt dân. Đài sò không chết nhiều quân trong những trận đấu kiểu như thế này. Tham Ai 58/80. Vẫn có điểm số cao hơn so với chim sẻ. Chim sẻ vẫn đang lờn vờn để cố gắng móc vào nhà của dinosaur. Tôi vẫn đang để ý rằng là đạo ông Dương ăn hoang nhiều đã tập trung vào làm gỗ hết chưa. Thì chưa đây anh chị ạ. Vâng, vẫn tiếp tục móc máy. Cực kỳ khó chịu cho dinosaur trong những tên thủ nhà kiểu như thế này. Chim sẻ đang nắm được địa hình nhà của dinosaur và anh đã móc máy quá hay. Trong khi dinosaur không có những tên đi vòng mà anh thường đánh thẳng trực diện. Vâng, không được rồi, lượng quân chim sẻ thủ nhà là rất đông. Trong khi khu làm ăn chính của Đài Sò thì đang bị rối loạn bởi chim sẻ. Bị bắt quân ở gần nhà của chim sẻ. Các bạn có thể thấy rằng là chim sẻ đánh ảo diệu như thế nào. Một trận thi đấu mà đến thời điểm hiện tại thì Đài Sò đang mất quá nhiều thằng lắc tay bởi những pha móc máy, mặc dù nhà anh không phải là quá hở. Còn chim sẻ thì đánh hơi ảo. Vâng, tiếp tục vẩy e và sẽ cho quân ra bắt. Bây giờ một tên như ốp A của chim sẻ. Nếu như không thay đổi thì đây sẽ là một hai kích cung. Vâng, gần hai kích cung được răng ra để bẫy chim. Vâng, để bẫy dinosaur. Dinosaur mang quân về và cũng đang dàn quân theo thế gọng kìm để có thể bắt được game thủ dinosaur. Nhưng chim sẻ thì cũng không hề xoắn. Số lượng quân của anh là khá đông. Dinosaur đang cố gắng kéo giãn đội hình của địch. Trong khi trong nhà của anh liệu bị móc máy hay không? Chưa thấy nhấp nháy. Một pha đứng quân gọng kềm, còn một pha điều quân hình cánh cung của chim sẻ. Vâng, một cung giờ trong ruộng. Quá khó chịu. Dinosaur tham lai lúc nào chỉ là 5x. Anh không thể tăng tham trong suốt thời gian vừa qua khi mà game thủ chim sẻ móc máy khó chịu hơn. Đài sò bây giờ đang dở bài móc máy lại. Một vài cung R được bắn dãy nhà về. Vâng, một đạo quân to lại được đẩy ra. Có bắt đạo quân này không? Vậy e. Một đạo quân bắn truy sát để ốp A. Chim sẻ có tăng A không? Đai so 5A và chim sẻ cũng là 5A. Vâng, nhà A của Đai so lại bị ốp rồi. Trong khi Đai so cũng đang ốp A nhà chim sẻ. Một pha ốp A nhưng số lượng quân bên phía nhà chim sẻ là đông hơn hẳn. Vâng, đấu quân bên phía nhà Đai so đông hơn hẳn so với một lượng quân nhỏ của... Vâng, các bạn có thấy chim sẻ lại tách những con cung R và bãi gỗ. Quá khó chịu. Còn đây lại là một pha tách R của Dinosaur nhằm lao vào để móc máy, xác định hy sinh tuần này không. Nhà chim sẻ có một cánh rừng già và một cánh rừng dừa, trong khi nhà Dinosaur lại bị mất dân ở khu vực nhà chính rồi. Tham Lai vẫn chỉ ở 5x. Hai bên cùng đang đổi mạng cho nhau. Một pha vẩy e chim sẻ nhằm bắt quân của Dinosaur. Vâng, vẫn còn đường thoát trong tơm vừa rồi. Và phải e hơi lỗi của dinosaur. Bắn e và thoát ra. Tham Lai của dinosaur tụt xuống còn 47/92. Hơi nhỏ so với quy định. Liên tiếp những pha phải e bắt quân của chim sẻ.
cực kỳ khó chịu cái này, sao để thoát được tấn công này, không thể thoát được. Vâng, tham lai vẫn đánh được, tham lai chim sẻ bây giờ khoảng 52, hơn 10 tham so với đai so, còn không đến gần đấy. Liên tiếp là những pha móc máy của cả hai game thủ. Nhìn trên màn hình đai so thì nghĩ rằng chim sẻ rất nhiều tay và rất đông quân, nhưng thực ra đai so móc máy cũng rất hiệu quả trong những tuần quân vừa rồi. Vâng, vẫn còn những con cung gờ đứng ở trong ở thủ cái bãi gỗ chính này, bãi gỗ chính của game thủ chim sẻ. Quan trọng là bây giờ cơ cấu lại nhà thật nhanh và có thêm những đơn vị quân mở mâng nở ra thật đều trong năm nhà BA thì rõ ràng là lợi thế sẽ được cân bằng. Chưa thể nói trước điều gì, chim sẻ trận này không thể tăng A đều và đai so cũng vậy. Các anh tập trung vào điều cung R đi móc máy và đấu quân nhiều hơn, và do bị móc máy quá nhiều vì vậy mà cả hai game thủ không thể tăng A. Đai so vẫn đang bẫy cho chim sẻ vào để có thể bắt quân này. Vâng, bẫy vào rồi, nhưng mình phải chạy dần và vẩy e. Bẫy vào nhưng phải bắt được, chim sẻ lại chạy ra. Vâng, vào ra cực kỳ đều đặn. Và sẽ lại có một turn là tách ba con cung R quay ngược trở lại để lao vào. Đai so cần phải để 2-3 cung R. Vâng, đúng là như vậy, tách hẳn 5 cung R quay trở lại. Không có gì thay đổi so với những pha móc máy trước đây ít phút. Đai so tổ chức bắt đạo quân này của chim sẻ. Vâng, đây rồi, dự đoán đường đi quân là hoàn hảo. Và bắt vẩy một chiếc e ở phía dưới. Không, vẫn để 2 cung R ở phía dưới. Tham lai đai so đang hồi 56/88. Trận thiếu đầu tiên và đang rất căng thẳng. Không, chim sẻ có một tơn đi không hiểu từ đường nào. Rất khó hiểu từ những pha đi quân của sẻ đệ. Đi rất khó và làm cho đai so khó có thể bắt được chim sẻ trong tơn này. Chim sẻ bắn e cũng cực kỳ nhanh. Và ở nhà chính của đai so vẫn còn 3 con cung R. Vâng, bắt được rất nhiều quân của sẻ đệ trong cái kẽ rừng này, lại để ba con ở lại, tránh tình trạng chim sẻ quay ngược trở lại theo con đường cũ. Vâng, ngựa quen đường cũ. Vẫn còn 2 cung R, tham lai của đai so vẫn chỉ là 49/96. Một tuần ốp khá to của sẻ đệ vào nhà của đai so, nhưng đai so cũng đang có một tuần to vào nhà chính của game thủ chim sẻ. Bắn dễ hàng nghe rồi lao vào, đổi nhà cho nhau, bán mạng. Không, chim sẻ để rất đông quân ở phía trong khu vực ruộng chính này. Bảo vệ được bãi ruộng chính thì chim sẻ có lợi thế hơn khi mà đai so bung bãi ruộng chính rồi. Lại quay trở lại để nây chờ với đối phương, những con nông dân đang đảo và nó sẽ lao vào đập luôn. Lại rút ra và chim sẻ vừa nở thêm một tơn quân mới ở khu vực nhà BA. Đai so thiệt hại nhiều trong tơn đổi nhà này rồi. Nói đổi nhà thì không hẳn, đây là những pha kết hợp móc máy, nhưng cùng thời điểm cả hai bên cùng muốn ý định công vào nhà của đối phương. Bây giờ chim sẻ đang đứng bắn A. Vâng, con dốc đã khiến cho đai so sẽ thiệt hại quân trong trận đấu này. Việc sóc đều những nhà BA bây giờ là hơi xa xỉ đối với cả hai game thủ. Cơ cấu lại đạo dụng chính và luôn luôn bị móc máy. Một trận thi đấu hơi đáng tiếc của đai so khi mà tôi không hiểu chim sẻ đi vào từ đường nào, không hiểu đi vào bằng con đường căn cứ nào. Có lẽ là đạo quân của Dino đang đứng chặn đường móc máy con đường chính. Vâng, vẫn còn những cung thờ trong góc 6 giờ. Rất ảo. Bây giờ thì A của Dai so bị ốp khi tham lai của anh chỉ còn 36/96. Hơi khó cho Dai so rồi. Vâng, vẫn còn 4-5 cung thờ trong góc 6 giờ và đứng đợi. Vâng, Dai so gõ một. Hơi đáng tiếc cho anh. Điểm vẫn cao hơn từ đầu đến cuối. Thế nhưng chim sẻ đã có những sự may mắn riêng. Tỷ số là 1-0 cho chim sẻ. Vâng, có nhà chính và phát triển khá to. Một con đường vòng đi từ phía từ nhà chim sẻ xuống và móc lên từ 6 giờ. Quá khó chịu. Vâng, rất khó chịu cho những pha móc máy của sẻ đệ tách R và khiến đai so mất tay. Tỷ số là 1-0. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây.